Ồ, Barbara thật là may mắn khi cậu ấy có cả một bát bỏng ngô. Nick có một ít chút hơn, nhưng mà không làm cậu ấy buồn đâu. Còn Julie không may mắn chỉ có một hạt nhỏ. Julie bắt đầu đi. Tớ có một ý tưởng. Mày uốn tóc của tớ đâu rồi nhỉ? Chính xác những gì tớ cần. Ồ, rất là nhanh và rất là ngon đấy. Tuyệt, tớ là người tiếp theo nhé. Bây giờ tớ sẽ nhanh chóng nấu bỏng ngô này thôi. Ôi, không ai nói là Nick là một đầu bếp thực sự đấy. Ôi, bây giờ mình sẽ lấy chảo, đổ hạt bỏng ngô vào đó, đợi một chút và tận hưởng thôi. Ồ, wow, một vụ nổ. Các bạn cẩn thận nhé. Ồ, Nick, đây là một công thức bùng nổ thực sự đấy. Tớ có một cách làm bỏng ngô riêng của mình. Tớ sẽ trộn coca với sốt Tabasco và cho thần tượng của tớ uống nhé. Ồ, chuyện gì vậy? Sao lại nóng như này? À! Đây là những gì mình cần. Cảm ơn nhiên Nick. Ôi, nóng thế, nóng thế. Ôi, thật là ngon. Ôi, có bao nhiêu là mát kẹo dẻo của Barbara và Nick kìa. Nhưng Julie chỉ có một cái. Ít quá. Một kẻ thất bại. Nếu cậu không nhìn thấy thì Julie không có tâm trạng để đùa thâu. Ôi trời ạ, à, muốn đánh nhau ngay lập tức. Phải trêu cậu ấy thôi. Nick, cậu lại làm trò gì vậy? Cậu đang đổ cái này ra mắt sao? Eo ơi, thật là đáng sợ. Julie, nếu cậu muốn, cậu có thể ăn mắt của tớ đây này. Cái gì? Đây là mắt của cậu sao? Ừ, lấy đi. À, trời ạ. À. Barbara, cẩn thận. Cậu đã nuốt chừng rồi kìa. Tớ sẽ giúp cậu. Cẩn thận nhá. Một cốc cà phê tiếp thêm sinh lực vào buổi sáng là những gì mình cần. Từ từ, đây là cái gì? Mắt, trời ơi. Ôi, trời ạ, à, những người thích đùa. Bây giờ đấy là tớ rồi. Ôi, nó ngon lắm sao. Tớ sẵn sàng ăn chúng trong nhiều năm luôn ý. Ồ, cậu ấy thèm ăn chưa kìa. Đến lượt tớ rồi. Tớ sẽ bật tốc độ lên. Ngon quá. Ồ, Nick, cậu đã ăn hết trong một lần rồi kìa. Cậu thích chia sẻ với bạn gái được không? Họ đang rất đói. Chỉ một gói nhỏ thôi. Xin đấy. Không, nó là của tớ. Nick, không được ăn nhiều kẹo dẻo như vậy cùng một lúc đâu. Muộn rồi, bây giờ cậu có thể tất cả gất cho chiếc khăn của các bạn gái. Mèo ơi, tôi không ăn được nhiều như vậy đâu. Bỏ nó ra khỏi đây. Chỉ một thôi sao? Tôi có thể xử lý được. Cái này là cái gì vậy? Các bạn cẩn thận đi. Các bạn có thể làm được. Tôi sẽ bắt đầu trước nhé. Barbara, đây là hạt giống. Cậu không cần phải ăn nó đâu, cần phải trồng nó. Coi chừng nhá. Barbara, xem cậu ném đi đâu kìa. Trời ạ, à, bây giờ tớ sẽ trồng cậu lên. Phát triển đi. Tại sao nó lại không phát triển nhỉ? Barbara, cần phải đợi một chút. Hãy cho nó thời gian để trưởng thành. Ôi, tớ sẽ bắt đầu vậy. Điều chính là ăn nhanh để không cảm thấy mùi vị. Eo ơi, thật là kinh tởm. Tớ khẩn cấp cần phải giết hương vị này. Ôi, đây là những gì mình cần. À, tớ cần tưới cây gấp nhé. Xin lỗi nhé. Ôi, trời ạ, à, chạy đi. Ôi, động đất. Ôi, đừng sợ, đây chỉ là giống của Barbara nảy mầm thôi. Bây giờ Barbara có bụi bông cải xanh của mình. À, trời ơi. Ôi, kinh tởm, tớ ghét súp lơ xanh. Thật là kinh tởm. Barbara, cậu nên rửa mặt đi. Còn cậu thì nên ăn đống súp lơ xanh của cậu đi. Ôi, đây không phải là bông cải xanh. Mặc dù tớ có ý tưởng làm nở thoát khỏi chúng. Nhìn kìa, bạch tuộc. Julie, cậu có biết là sớm muộn gì những kẻ lừa đảo cũng bị trừng phạt không? Hơn nữa, Nick đã chuẩn bị cho cậu một tút chút rồi đấy. Ngon thật đấy. Ừ, ăn nhiều hơn đi nhá. Không, trời ạ, thật là kinh tởm. Lần sau cậu cũng sẽ không ăn gian lận nhá. Ồ, wow, khoai tây chiên. Các bạn đều là hào hứng, bởi vì là nó rất ngon mà. Nhưng mà không, Julie hơi kém may mắn. Cậu ấy chỉ có một khoai tây nhỏ thôi. Nó ngon làm sao. Ôi, nhưng mà ít quá. Tớ muốn nhiều hơn nữa. Bây giờ tới lượt tớ rồi nhá. Barbara, cho tớ mượn vừa cái khoai tây được không? Cái gì? Một cái thôi, một cái thôi. Thôi được rồi, giữ lấy đi. Cầm lấy này. Ha ha, thế mà cũng tin. Thôi được rồi, cậu cứ chờ đấy. Tớ sẽ sắp xếp điều này cho cậu nhá.
Julie đang làm nước sốt dành cho Barbara. Thật là cay. Ôi, thật là độc ác. Chấm chấm một tí nhá. Ôi, thơm quá. Chấm thử rồi nào. Ôi, ngon tuyệt vời. Ôi, cay thế. Trời ơi. Ôi, tại sao cô lại phải thổi vào người tớ? Đáng đời. À. Barbara, cậu cần phải uống cái gì đó. Ôi, trời ạ. Ôi, may quá tốt rồi. Ừ, ổn rồi nhá. Tớ một tí sốt này cũng đủ rồi. Nick, cẩn thận. Không phải cậu không còn gì nữa đâu. Cái gì? Trời ạ, ngon quá. Cảm ơn nhá Nick. Cậu đã ăn hết cả phần của tớ rồi sao? Nhận lấy đi. Nick, đừng có buồn. Lần sau cậu sẽ chú ý hơn à. Ồ, gói Pringles lớn. Nick lại may mắn rồi. Còn Barbara, cả một kim tự tháp. Hay quá. Còn Julie chỉ có một thôi. Và nó rất rất là nhỏ. Bây giờ tớ sẽ sửa nó. Như này tốt hơn rồi đấy. Thật là ngon. Trời ạ, cậu nhìn gì vậy? Đấy là cậu rồi đấy. Ui trời ạ, nó không mở ra được. Cẩn thận không gây răng đấy. Trong trường hợp này tớ có cái cưa. Cẩn thận, trời ạ, đừng có cắt chúng tớ nhá. Ui, chỉ cần một vài vết cắt là lọ đã được mở rồi. Hãy nhìn đây này. Nick, mở mồm to ra đi. Cái bim bim nó đang bay đến rồi đây này. Ôi, cuối cùng tớ cũng được ăn rồi. Ê, Nick, cẩn thận. Ai, trời ạ, đau thế. Ôi, thôi được rồi. Trong lúc đó, tớ sẽ ăn Pringles của tớ nhá. Ôi, Barbara, cẩn thận đi. Nhìn cậu đang ném đi đâu kìa. Ôi, ngon quá. Ôi, tớ đang bỏ qua cái gì rồi. Nick, tốt hơn ở lại dưới gầm bàn đi. Barbara đang làm bom ở đây đây này. Julie nằm xuống đi. Ôi, lần thứ hai tớ không được đâu. Còn Nick thì không được. Ê, cẩn thận chứ. Barbara, giữ lấy cái này tốt hơn đi. Nà. Yeah, được rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Julie, cậu lại không gặp may mắn rồi. Chỉ có một cái. Không như của Nick. Cậu ấy có một đĩa Skittles. Ồ, còn Barbara có toàn bộ tất cả các màu đây này. Chỉ có một và rất là nhỏ. Im lặng, tớ có ý tưởng này rồi. Julie, tớ không chắc chắn cái cách này hiệu quả đâu. Nhưng cậu có thể thử mà. Ồ, hay quá. Như này tốt hơn rồi đấy. Ngon thật đấy. Tớ sẵn sàng ăn một cái mãi mãi luôn. Ồ, tuyệt lắm. Nick, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Hãy nhìn tớ biết cách làm như này. Ôi trời ạ. Nhưng mà cậu cần phải luyện tập thêm một chút nữa đấy. Ôi không, Skittles của tớ. Mặc dù tớ biết là có người rất là nhiều Skittles. Và tớ không nghĩ Barbara thích ký tưởng của cậu đâu. Đúng, điều chính là không được để ý. Ê, bỏ tay ra. Ơi, đau thế, tất cả là của tớ. Tớ nên bắt đầu với hương vị nào nhỉ? Từ cái này nhá, hoặc là cái này. Không, tớ muốn cái này. Tớ không thể quyết định được, nó rất là khó. À, mình có ý tưởng rồi. Ê, cái này là cái gì vậy? Cái này sẽ giúp tớ chọn màu. Mở ra nào. Đến đây nào. À, đây là những gì mình cần. Màu xanh. Mình sẽ bắt đầu từ với nó nhá. Ok. Ngon làm sao. Ôi, tớ rất thích Skittles. Tớ muốn thử tất cả các vị cùng một lúc. Trời ạ, nhiều quá đi mất. Ồ, tớ không biết trong này có gì nhỉ. Có gì đấy. Ồ. Wow. Trời ạ, đây là Skittles khổng lồ. Wow, nó thật là to. Và rất là ngon đúng không? Ừ, đúng rồi đây, rất là ngon. Ồ, bên trong lại còn có cái này chứ. Cái này dành cho các bạn đấy. Đủ cho tất cả mọi người luôn. Ồ, Twix, hay quá. Ok. Các bạn, rất là nóng lòng muốn thử thách rồi đây. Tớ là người đầu tiên nhá.
Ê, cậu có thể cẩn thận hơn được không? Tớ có ý tưởng này. À, trời ơi, ôi, Julie cẩn thận, cậu tha cho tớ đi. Ồ, sẵn sàng rồi. Chúng ngon làm sao? Tớ có thể ăn chúng mãi mãi luôn ý. Julie, cậu như một đống hỗn độn vậy. Đến lúc phải tắm rửa gấp rồi. Tớ sẽ là người tiếp theo. Wow, cậu bỏ gói giấy nhanh thế, siêu thế. Chúng ngon làm sao, nhưng thiếu một cái gì đó. À, sữa ấm. Đây là những gì mình cần rồi. Wow. Ồ, đây là một ly sô-cô-la thực sự này. Ôi, kết hợp hoàn hảo. Bây giờ tới lượt tớ nhá. Wow, cậu có bức tường từ Twix thực sự này. Và bây giờ tớ sẽ xây dựng nó lại. Vật liệu xây dựng của tớ đâu rồi? Nutella, đây là những gì tớ cần. Tớ sẽ xây dựng một tòa nhà chọc trời trên Twix. Nick, cậu không nên để các bạn gái một mình với kẹo của mình đâu. À, chuyện gì xảy ra vậy? Không! Nick, cậu không sao chứ? Tớ có mũ bảo hiểm mà. Lạ thật đấy, nhưng tớ nghĩ của tớ bị hỏng mất rồi, không thể nhấn được nút. Thế cậu sẽ làm gì? Tớ biết rồi. Phoebe đừng ngửi nữa, cậu không thể ăn cái này đâu. Sai rồi, món Poppy của tớ được làm từ kẹo dẻo và nó rất ngon. Tuyệt quá đi mất. Wow, bạn may mắn thật đấy. Ôi, còn lại rất ít, nhưng tớ đã sắp ăn nó xong rồi. Wow, tuyệt thật đấy. Cậu xem gì đấy, ăn đi. Ok luôn. Có lẽ Poppy của tớ cũng là mứt cam. Không giống lắm, nó rất là cứng. À, đó là sô-cô-la. Tớ thậm chí còn may mắn hơn mong đợi đấy. Sô-cô-la chẳng yêu thích của tớ với những viên kẹo bên trong. Một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Ôi, ngon quá đi mất. Trời ơi, thật là tuyệt vời. Quá tuyệt luôn ý. Ôi, Mia, mặt cậu dính đầy đồ kìa. Không sao, tớ có thể sửa nó một cách nhanh chóng. Đấy, đấy, thế này là xong rồi, gần như sạch rồi. Đấy, tốt hơn rồi đấy. Tớ là người duy nhất còn lại. Tớ mong sẽ có một tin tuyệt vời. Tớ tự hỏi món Poppy của mình được làm bằng gì? Mứt cam hay sô-cô-la? Không giống lắm. Trời ạ, dài thế. Ôi, tớ ngã. Ôi trời ạ, đây là Poppy thật đấy. Hay quá, chúng ta có thể chơi. Ôi, bình tĩnh làm sao, tuyệt thật đấy. Tưởng rằng rất cần mình ngay bây giờ. Wow, Bim Bim. Đây là một tin tuyệt vời. Nhưng tại sao chúng ta đều có một lon? Không biết, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ăn thử nó. Ừ, có chuyện gì đấy Phoebe? Tớ cũng không hiểu. Trời ạ. Nào, Ice, Bim Bim bay ngay vào mắt tớ. Ôi, buồn cười lắm đấy. Tớ không thể vui cái gì cả. Tớ nghĩ lọ đã rỗng rồi, thật tốt khi có thể ăn một miếng. Ôi, thế thôi, tớ đã no rồi. Bây giờ đấy là các cậu đấy. Thôi được rồi, đến lúc kiểm tra trong lọ của tớ có gì. Hy vọng có nhiều hơn nữa, hãy cùng xem nhé. Không thể nào, cái lọ này không có đáy, không có Bim Bim bên trong. Trời ạ, nhìn kia kìa. À, đây rồi. Làm sao mà tớ có thể bỏ lỡ được nhỉ? Theo tớ thì có 10 cái liền, tuyệt chưa? Ôi, phải hít phát đã. Ôi, tớ muốn hắt xì hơi. Ôi, may quá, bỏ qua rồi. Bây giờ có thể ăn. Nó bắt hắt chịu. Ôi trời ơi, cậu thổi bay tất cả các Bim Bim của cậu rồi. Ôi trời, Mia ăn đi. Ôi tuyệt vời quá. Ôi, có bao nhiêu là Bim Bim? Chưa kết thúc này, hãy nhìn xem. Wow, có cả 100 cái sao ấy. Ôi, tuyệt chưa? Thật là quá tuyệt. Cậu có phiền nếu tớ ăn thử không? Tất nhiên là phiền rồi, đừng đến gần thức ăn của tớ. Tớ có thể ăn một mình, không cần sự giúp đỡ. Hãy nhìn đây. Wow, đáng kinh ngạc. Làm thế nào cậu ăn được tất cả vậy? Yên tâm đi, tớ ăn được hết mà. Ui, hình như ai đó nghẹn rồi kìa. Đã đến lúc phải cứu Mia. Chờ một chút nhá. Tớ có cái này để giúp cậu đấy. Ôi, cảm ơn nhiều Lenny. Cậu là người bạn thực sự.
Nhưng cô ca này bị làm sao vậy? Tại sao nó lại... Rồi trời ơi, nó phun hết cả vào người tớ rồi. Thật là một cơn ác mộng, tớ ướt hết cả người rồi. Trời ạ. Ui, tớ thậm chí không biết nó sẽ xảy ra như thế. Wow, có bao nhiêu là Kit Kat? Tớ sẽ không nói nhiều đâu, tớ có 10 miếng, không tệ. Rất là được. Còn Phoebe chỉ có một, kẻ thù cuộc. Nhưng mà tớ chắc chắn rằng nó ngon trong tất cả. Ê, cẩn thận. Trời ạ, cậu ném hết cả giấy vào đầu tớ. Xin lỗi, tình cờ một chút thôi. Wow, ngon thật đấy, mùi thật là thơm. Ê, trời ơi, bỏ ra. Ôi, xin lỗi nhá. Tớ sẽ ghi nhớ điều này, chúng tớ sẽ ghi nhớ. Thôi được rồi, bây giờ mi ăn sô-cô-la của mình đi. Ôi, tớ nghĩ đây là ý kiến tuyệt vời đấy. Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ vào bọc ra trước đây này. Wow, cậu làm tuyệt thật đấy, rất là khéo léo luôn, thật tuyệt. Tớ biết mà. Đấy, bây giờ tớ sẽ chỉ cho các bạn cách đun đúng nhá. Hãy dùng dĩa và dao, tớ có thể xử lý nó. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn như thế này vậy, chắc chắn sẽ làm được. Ôi, ngon quá, trời ơi. Tớ không thể tin được, không thể dừng lại được. Trời ạ, đây là sô-cô-la tốt nhất trên thế giới. Ôi, cái cơ sở của bạn ấy biến đâu mất rồi. Ôi, cần gì, tớ không cần bất cứ thứ gì cả, tớ sẽ ăn như thế này luôn. Ê, cậu quên mất một cái rồi này. Để tớ ăn, đuôi, đuôi. Ôi dồi ôi, trời ạ, tớ ngất mất. Danny bình tĩnh lại đi, cậu phải ăn 100 cái sô-cô-la nữa đấy. Ừ, Phoebe cậu đúng. Bắt đầu đi cậu. Ôi, không sao, tớ có một cách tiếp cận rất là đặc biệt. Cái gì đấy? Bộ đồ người thợ xây, rất phù hợp với cậu. Cảm ơn, tớ quyết định xây dựng một cái gì đó thật tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ thấy một cấu trúc như vậy đâu, tớ khẳng định luôn. Wow, trông thực sự rất là khó tin đấy, thật là tuyệt. Cần một cái cầu thang để lên trên đỉnh nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng những cái viên gạch ngọt ngào cuối cùng. Ê, cậu xuống đi, cẩn thận đấy. Đừng yêu cầu tớ xuống, ở đây rất là tuyệt luôn. Nếu cậu không muốn thì ok vậy, thậm chí còn tiện lợi hơn cho chúng tớ. Xin lỗi nha Danny, nhưng mà cơ sở của cậu sẽ kết thúc ngay bây giờ. Ôi không, cậu đang làm gì vậy? Trời ạ, tớ đã rất cố gắng. Ôi, chúng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tớ phải thực hiện bước này vì sự lợi ích của sô-cô-la. Và chúng tớ sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Nó rất là giá trị. Khi nào thì mới có cơ hội được ăn ngon như vậy? Ôi, được rồi, cái này có thể vứt đi được rồi đấy. Tớ đây, tớ hy vọng các cậu không cảm thấy buồn chán. Có điều gì khiến tớ đau cô quay cuồng ơi này? Thật tốt tớ có mạo hiểm. Thôi, cậu hài hước làm sao? Ôi, cuối cùng tớ cũng có phần lớn nhất rồi. Hàng trăm cái kẹo. Cậu nhận được bao nhiêu đấy? Danny chỉ có một, quá là buồn cười luôn. Ôi, tớ không nghĩ như vậy đâu. Tớ không nghĩ có điều gì đâu buồn cười ở đây cả. Hãy nhìn xem, có một số kẹo cao su nhai trong gói, thật là tuyệt vời mà. Ui, Mia xin lỗi nhá, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ đánh cậu. Chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy cách hoạt động của người hâm mộ kẹo cao su thực sự. Đấy. Trời ạ, cậu có thể không vứt ra khắp nơi được không? Bây giờ cậu sẽ nhận được lại nhá. Ai, đau quá, trời ạ, cậu thật là... Cậu không cần phải đánh tớ như vậy. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ bắt đầu ăn. Tớ sẽ đặt lên ngón tay và ăn như thế này này. Ngon thật đấy. Cậu làm gì vậy Danny? Trông rất kỳ lạ. Ừ, nhưng rất tiện. Và bây giờ tớ sẽ thổi bong bóng cho cậu xem. Tuyệt chưa, tuyệt chưa. Wow, cậu nên làm về trong rạp xiếc đấy. Tớ hy vọng đó là một lời khen. Nếu vậy thì cảm ơn Mia. Ano, cậu thật là tuyệt. Bây giờ tới lượt Mia rồi đấy. Wow, cậu tháo giấy gói ra cùng một lúc này, hay thật đấy. Nhưng thủ thuật này vẫn dễ dàng đối với tớ. Tớ có thể ăn kẹo cao su trông như cái máy hút bụi như thế này này. Wow, bong bóng lớn thật đấy. Tớ nghĩ đến lúc phải châm nó rồi Mia. Tớ không thể làm khác. Ôi, nên che lại. Cậu làm gì vậy Danny? Tớ không nhìn thấy cái gì cả, trời ạ. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Ôi trời ơi, cậu vừa bóp lông mày của mình ra rồi. Trời ơi, một cơn ác mộng. Trời ạ, phải trả chúng vào chỗ cũ thôi. Cứu. Ôi. Thật là không mấy dễ chịu khi xem cái này. Ôi may quá. Trời ạ, bây giờ nó lại về ổn rồi. Đây đến lúc tớ phải làm việc của mình rồi. Ôi, cẩn thận Phoebe. Ôi, cậu có thể phá vỡ bàn đấy. Không sao, tớ đã tính toán hết rồi. Bây giờ tớ sẽ ăn thôi. Xin lỗi nhá. Ôi, ngon quá đi mất. Trời ạ, tại sao cậu có thể nhét tất cả kẹo cao su vào mồm như vậy? Không sao, không có gì đâu, không phức tạp gì cả. Ồ, bong bóng to chơi kìa. Ê, Phoebe, cậu đi đâu vậy? Dừng lại, tớ sẽ giúp cậu.
Danny, cậu vô dụng quá, quả bóng quá lớn rồi. Nhưng chúng ta phải cứu cậu ấy. À, có một lối rồi, cậu có thể bắn súng cao su và làm nổ quả bóng. Ừ, một ý kiến hay đấy, tớ có thể làm được. Thử nào. Ui, cậu trượt rồi kìa. Thôi được rồi, để tớ thử lại nhá. Ai, trời ơi, bóng của tớ vỡ tung rồi. Ui, tớ sẽ giữ cậu, tớ sẽ bắt được cậu, cố lên. Ui, thất bại mất rồi. Xin lỗi, tớ đã cố gắng hết sức. Ôi, cảm ơn nhá. Trời ạ, tớ chỉ có một cái kẹo mút thôi. Tớ không thích nó một chút nào. Tớ thì may mắn hơn nhiều. Hay quá. Alex, chỉ nhìn vào phần của tớ thôi. Của cậu không có cái gì so với tớ cả. Wow, tớ không thể tin được vào mắt mình. Tớ chưa bao giờ thấy nhiều kẹo mút như thế này. Hãy bắt đầu từ nhỏ nhỏ nhá. Ok, tớ không phiền. Chỉ lấy cái giấy bọc ra đã. Cho đến bây giờ cậu đang làm không tốt lắm đâu. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Đừng có cười nữa. Ôi không, tớ làm vỡ kẹo mút rồi. Tớ không nghĩ điều này thậm chí có thể đâu đấy. Cái chính là kẹo mút vẫn còn nguyên. Tớ không cần thêm nữa đâu. Nó rất là ngon. Tuyệt vời. Wow, cậu xong nhanh thật đấy. Bây giờ tới lượt cậu Alex. À, đến lúc tớ ăn rồi. Hãy nhìn xem tớ có thể tháo cái bọc này ra dễ dàng như nào nhá. Wow, có rất nhiều điều để học hỏi từ cậu đấy. Thôi đừng có chơi những trò trẻ con nữa. Hãy chơi kiểu người lớn đi. Tớ muốn ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Cậu đang nghĩ gì vậy Alex? Đừng lo, tớ chỉ muốn nghiền cái kẹo mút này ra thôi. Nhìn kìa, nó thành công rồi đấy. Còn lại rất ít. Hay quá, tớ mạnh mẽ làm sao. Dừng lại Alex, chúng tớ sợ lắm. Rồi, xong rồi, xong rồi. Bây giờ chỉ cần đổ kẹo mút vào bát thôi. Wow, rất là nhiều đấy. Cậu đã nghĩ gì, tưởng thực sự rất thú vị. Đấy, bây giờ tớ cần một cái kẹo mút. Tớ đã để nó vì có lý do mà. Bây giờ tớ có thể nhúng nó vào caramel nghiền và ăn rất là tiện lợi. Thật tiếc vì nó kết thúc quá nhanh. Chỉ cần bỏ cái vụn kẹo ra vào miệng thôi. Wow, thật là tốt. Ngon lắm đấy. Tớ không muốn dừng lại luôn. Cậu đã đổ một nửa ra ngoài rồi đấy, cậu hiểu không? Mila, bây giờ tớ lật cậu. Tớ cầm một cái máy thổi gió. Ôi, tắt nó đi. Ôi, xin lỗi, tớ vô tình bật theo hướng của cậu. Tớ chỉ cần bỏ các cái giấy bọc này ra thôi. Ý tưởng tuyệt vời. Tớ cũng thích nó quá. Bây giờ tớ có thể ăn kẹo mút này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Làm thế nào mà tất cả vừa vào miệng cậu vậy? Thật là đáng kinh ngạc. Tớ sợ điều này sẽ kết thúc một cách tồi tệ. What? Ôi, có vẻ như cậu đã đúng Alex. Chupa Chups kẹt trong mồm tớ rồi. Cứu, tớ không làm bất cứ điều gì. Không ra, chúng tớ sẽ giúp cậu giữ chặt lại. Cẩn thận, tớ đau. Ê, cái gì nữa đây? Đó là hàm răng của Mila mà. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Không sao, tớ sẽ đặt nó trở lại. Cái gì nữa đây? Tớ thậm chí không thể nhìn thấy nó. Trông nó giống như một cái hạt ngô vậy. Có lẽ cậu nói đúng. Tớ cũng có một ít. Chúng không có mùi gì cả. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Từ hạt này có thể làm được bỏng ngô mà. Nhưng tôi không biết làm như thế nào. Chúng ta cần nghĩ ra một cái gì đó. À, tôi có một ý tưởng rồi. Thử cắn nó thì sao? Không được, khó quá. Phải suy nghĩ thêm một chút vậy. Tớ biết phải làm gì rồi. Máy rưỡi tóc sẽ giúp tớ. Tớ nghĩ sức mạnh của nó đủ để nấu chín một hạt đấy. Có được không? Thành công chưa? Ừ, lâu quá đi mất. Alex, chúng ta hãy chơi một lúc đi. Hay là ngủ một chút vậy? Julie nói đúng, như này quá lâu. Ồ, oh, wow, thành công rồi này, hay quá. Các bạn nhìn trông nó dễ thương lắm sao. Hoàn hồ, chúng tớ đã tin tưởng vào cậu đấy Mila. Hy vọng tớ đã không chờ đợi vô ích. Ồ, vâng, món này rất là ngon. Bây giờ là cậu đấy Alex. Tớ cần một cái thứ gì đó lớn hơn máy rưỡi tóc để làm phần của mình. Tớ nghĩ tớ cần bàn lá ủi sẽ phù hợp hơn. Tớ không chắc liệu điều này có hiệu quả hay không đâu. Cách làm của cậu cũng khiến chúng tớ nghi ngờ mà. Wow, làm được rồi, rất nhanh. Ồ, cậu làm chúng tớ ngạc nhiên đấy. Ôi, tớ bị bỏng tay rồi, nóng quá. Đôi khi cậu có thể rất cầu thả đấy. Hy vọng bóng ngô sẽ giúp tớ giải thỏa một tí rắc rối. Tuyệt, hóa ra rất ngon. Làm thế nào để tớ chuẩn bị một phần lớn như vậy?
Tớ có một ý tưởng. Ồ, cái gì nữa đây? Máy làm bỏng ngô. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó sao? Bây giờ tớ sẽ cho cậu biết làm thế nào để sử dụng nó. Đầu tiên phải đổ hết hạt vào trong. Như thế này này. Wow. Bây giờ thế là đủ rồi. Nhìn kìa, nó hoạt động rồi. Bỏng ngô của tớ đã sẵn sàng. Không thể tin được. Wow, thực sự là một công nghệ rất tuyệt vời. Tớ nghĩ cậu có thể thêm nhiều hạt hơn. Hóa ra một phần rất là nhỏ đấy. Ồ, như này tốt hơn rồi. Tuyệt, bàn của chúng ta được bao phủ bởi bóng ngô. Vẫn còn một vài hạt nữa, tớ sẽ dùng tất cả. Ôi, có vẻ như máy của cậu đang mất kiểm soát rồi. Ôi, như này không sao, quá tuyệt vời. Ê, đây có phải là tôm càng không? Nhìn có vẻ rất đáng sợ, tớ còn sợ chạm vào nó. Ôi, kinh thế. Cậu chỉ có một con, nhìn vào đĩa của tớ đi. Mặc dù tớ nghĩ chúng ta không nên sợ, nó không hề nguy hiểm một chút nào. Tớ không chắc làm về điều này đâu. Tớ không thể tưởng tượng làm thế nào để có thể ăn phần lớn như thế này. Hãy để Mila bắt đầu trước đi. Ồ, cảm ơn Alex, cậu là một người bạn thực sự đấy. Cậu biết cách hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Có vẻ như không tệ như tớ nghĩ. Thật sao? Thật, tớ thậm chí còn thích hương vị này. Tớ đã sẵn sàng ăn no nó luôn. Ôi, ngon thật đấy. Không ngờ tớ sẽ lại thích nó. Thành thật mà nói, tớ cũng hơi ngạc nhiên. Ồ, nó rất là ngon. Mila, cậu nên đánh răng sau bữa ăn này đi nhớ. Ôi, ôi xấu hổ quá. Đừng lo, không sao đâu. Tớ hy vọng tớ có thể xử lý phần của tớ tốt hơn cậu. Được rồi, hãy bắt đầu từ con nhỏ nhé. Tớ sẽ cố gắng cắn ít nhất một miếng. Thật kỳ lạ nhưng tớ nhìn nó di chuyển. Chắc là tớ sẽ lấy con khác. Thật tốt khi tớ có rất nhiều thứ để chọn. Nhưng trước tiên tớ sẽ phải loại bỏ một vài thứ thừa. Julie, tớ không nhận ra cậu luôn đấy, cậu làm gì vậy? Không sao, chuyện quá bình thường. Chỉ cần làm sạch tôm thôi mà. Đây không phải là một cái cớ. Hãy nhìn xem cậu làm gì chúng tớ này. Xin lỗi, tớ không cố ý. Được rồi, hãy thử đi. Ôi, Mila đã nói đúng. Thực sự là rất là ngon. Wow. Thật là buồn khi tớ đã được một ít thôi. Tớ muốn ăn thêm và thêm nữa. Ôi, tớ lại cảm giác thèm ăn rồi. Rất tiếc Mila, nhưng chúng mình không còn gì nữa. Bây giờ tới lượt Alex. Wow, các cậu là một tấm gương tuyệt vời cho tớ. Bây giờ tớ cũng sẵn sàng để thử nó. Ngon thật đấy. Thực sự là rất ngon luôn. Chúng tớ có thể lấy một ít từ cậu không? Không, cậu ăn phần của mình rồi. Thôi cho chúng tớ mấy một cái đi. Thôi, tớ đã nói không rồi mà. Đừng có làm phiền tớ. Ngon quá. Đi mà, tớ xin đây, chúng tớ vô cùng đói. Thôi được rồi, như vậy là chắc đủ. Ừ, vui lắm đấy, đồ tham lam. Chúng tớ sẽ ghi nhớ điều này cho cậu đấy. Thôi, đừng buồn, tớ chỉ đùa thôi. Ôi không. Ôi, nó vẫn còn sống, trời ơi, mẹ ơi, con sợ. Ôi, tại sao mày lại ở đây chứ? Đau quá trời, cứu. Cứu, trời ơi, làm gì nữa đi. Ê, đừng có ném nó. Ôi, đau quá. Đáng đời. Tớ chỉ có một viên kẹo mắt thôi sao? Thật là không công bằng. Ôi, tớ nghĩ tớ chọc xuyên qua nó mất rồi. Ôi, bà thật là vụng về làm sao. Đừng có cười tớ nữa, nhận lấy đi. Đấy, đáng đời. Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu thoát tội sao? Không đâu. Hãy xem nếu cậu thích chơi trò đùa của chúng tớ như thế nào nhá. Trông có vẻ đã đáng sợ rồi. Chỉ cần lên một con mắt thôi. Julie. Cái gì vậy? Ôi trời ạ, đây là mắt của cậu sao? Ôi thật là đáng sợ. Ôi, cái gì vậy? Ôi trời ạ, chúng mục tiêu rất giỏi. Ôi tớ bị nghẹn, cứu tớ với, tớ không thở được. Ôi cần phải cứu cậu ấy, hãy để tớ đập vào lưng. Ôi một chương trình thật là thú vị, rất là hay. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Con mắt, đến từ đâu vậy? Heo ơi. Ôi trông thật là buồn cười. Đến lúc phải ăn rồi. Có thứ gì đó bên trong rất là ngon. Tớ rất vui khi ăn nhiều hơn nữa. Bây giờ tới lượt tớ nhá. Tớ sẽ lấy cái này và cái này.
Ôi, thật là ngon. Tớ muốn nhiều hơn nữa. Ôi, xin lỗi nhưng đây là của tớ. Ôi, thực sự rất là ngon. Ôi, kẹo dẻo rất thú vị để nhai. Cậu có thể chia sẻ với chúng tớ được không? Rồi, xin đấy, xin đấy. Quá muộn rồi, tớ không còn gì nữa đâu. Ôi, cái gì nữa thế này? Ôi không, trời ạ, tớ bị mắt mới. Ôi, trông rất là hay đấy. Ớt, ôi đây không phải lựa chọn tốt nhất đâu. Cậu vẫn còn may mắn đấy, phần của tớ còn không hạnh phúc chút nào. Ôi, Ethan có nhiều hơn chúng ta này. Ôi, tớ thực sự không muốn thử nó đâu. Hậu quả có thể rất là nghiêm trọng. Mọi thứ có vẻ ổn. Tớ đoán là tớ sợ vô ích thôi. Ồ, wow, tớ không nghĩ cậu ấy lại thích nó như vậy. Tớ đang cháy. Ôi, có lẽ không nên ăn nhiều như vậy. Ôi, bạn ấy nóng như chảo rán vậy. May mà tớ có nước. Dừng lại Ethan, đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ cậu đây mà. Mặc dù tớ rất là yêu màu đỏ, nhưng mà tớ không thích ớt chút nào. Hy vọng nó không quá cay. Ôi, không sao, tớ có thể xử lý được. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Ôi, tớ không nghĩ như này sẽ làm được tốt đâu. Thôi, tớ đã sắp xong rồi. Ôi, thêm ớt, đến từ đâu vậy? Ôi, Ethan, tớ nghĩ đây là việc của cậu đúng không? Nhận lấy đi. Ơi, đau. Đáng đời, Ethan. Ôi, có vẻ như họ bắt đầu rồi. Trời ơi, tớ sẽ nổ tung mất. Ôi, cần phải bịt mắt, mũi và miệng. Ôi, không giúp được đâu, tớ có một bình chữa cháy. Nhận lấy đi, Vivian. Cảm ơn, Ethan. Bây giờ đấy là cậu ở đây. Ôi, không. Trời ạ, tớ đã mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ đến. Ôi, đừng có trốn, cậu sẽ phải làm điều đó thôi. Thôi được rồi, nếu không các bạn sẽ không bao giờ rời xa tớ. Tớ sẽ cắn từng chút một, từng quả ớt một. Ôi, bắt đầu rồi, tớ đang ở đâu rồi? Trời ạ, sợ quá. Ồ, oh, wow, có vẻ như cậu ấy đang bay thẳng vào không gian. Tớ sẽ cố gắng nhìn rõ hơn nhé. Ồ, đây thật là tuyệt. Tớ muốn cao hơn nữa. Thật tốt là tớ vẫn còn một quả ớt. Tuyệt. Ôi, những kẻ thua cuộc. Các bạn có rất nhiều tranh, còn tớ chỉ có một quả thôi. Ôi, thế sao tớ lại được cái này chứ? Định mệnh là như thế rồi. Để tớ bắt đầu trước nhá. Thật là khó. Tớ không thể nào mà cắn được một miếng. Có vẻ như tớ sẽ phải nhét tất cả quả chanh vào miệng rồi. Ôi, nó không được. Trời ạ. Được rồi, bây giờ tớ sẽ xử lý nó. Ôi, trời ạ, nước chanh đã bay vào mắt tớ. Tớ không nhìn thấy gì cả. Ethan, tớ không có thời gian để giải quyết chuyện này đâu. Tớ phải ăn hết chỗ quả chanh của mình. Nào, bây giờ đến lượt cậu. Tại sao lại tớ chứ? Tớ đón em mà đi. Tớ vẫn chưa sẵn sàng để phá rỡ răng của mình. Tớ sẽ lấy dao. Cậu làm gì vậy? Tớ chỉ cắt nó thành lát thôi. Vậy sẽ thuận tiện cho tớ hăn. Đấy, như này rồi tuyệt hơn rồi đấy. Nhìn nó đẹp làm sao. Tớ không ngại thử việc này đâu. Bắt đầu thôi nào. Ôi, thật là chua. Nhưng tớ phải cố lên. Ôi trời ạ, mặt tớ. Ôi trời ơi, sao lại tớ muốn nó nhanh chóng kết thúc thôi. Tớ cần phải nhanh lên thôi. Ôi, mascara tớ chảy hết cả ra rồi. Thôi được rồi, đây là mảnh cuối cùng rồi đấy nhá. Đây đây, lấy khăn đi em mà. Cảm ơn, nó rất là hữu ích đấy. Cầm lấy đi Ethan. Nhân tiện, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ừ, tớ nhớ rồi. Bây giờ tớ sẽ xử lý quán chanh của mình. Nhận lấy đi. Cẩn thận Ethan. Ôi, tớ không cần kiềm nữa. Bây giờ tớ sẽ sử dụng máy ép trái cây. Tớ chỉ cần nước thôi. Lớp vỏ rõ ràng không cần thiết. Ê, các bạn đi đâu vậy? Úps, thật là khó thử. Ethan, cậu cẩn thận đi, làm ơn đấy. Cậu đã hạ gục chúng tớ rồi đây này. Đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần rót vào nước thôi. Trông có vẻ cũng không tệ, thời gian thử rồi đấy. Mẹ ơi, chua quá. Ừ, tức là tớ muốn nói nó rất ngon. Wow, thật là bất ngờ. Chúng ta có thể thử được không? Ừ, tất nhiên rồi. Tớ không tiếc cho bạn bè đâu. Các bạn lấy đi. Ôi,
ơi, trời ạ, nó không ngon chút nào. Cho quá. Ôi, các bạn thật là dễ bị lừa. Ngay lập tức nhìn mánh khóe của tớ rồi. Thật là ngớ ngẩn. Được rồi, Ethan, nhận lấy đi. Ôi trời ạ. Ôi, chỉ có một Kit Kat thôi thôi. Buồn thế. Tớ thì có phần lớn hơn. Tớ hài lòng. Phần của các bạn rất ít so với phần của tớ, nhìn đi này. Các bạn để tớ bắt đầu trước nhá. Tớ cần phải giải thoát khỏi cái bao bì này ngay lập tức thôi. Ê, cẩn thận Vivian. Ôi, mùi thật là thần thánh. Ăn đi. Đừng lo lắng, tớ có thể xử lý nó trong vài giây thôi. Bây giờ Emma, tớ cần phải chuẩn bị. Tớ sẽ đeo yếm vào và tháo các cái gói này ra. Ồ, sao cậu lại làm được như thế vậy? Bây giờ tớ cần dĩa và dao cũng sẽ rất có lợi. Thử nhá. Ôi, không thể nào mà cắt được. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn bằng tay. Nhận này. Ồ, như này thật tiện hơn và nhanh hơn rất nhiều. Tớ không thể nhịn được khi nếm thử món này. Tớ cần thêm sô-cô-la. Các bạn đang ăn cắp thanh kẹo của tớ sao? Trả lại đây ngay lập tức. Đừng bao giờ xen vào giữa tớ và sô-cô-la nữa. Ôi, cuối cùng cũng đến lượt tớ rồi. Tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Tớ sẽ xây một tòa tháp những thanh kẹo của mình. Ồ, trông rất là tuyệt đấy. Ồ, wow, nó thật là cao. Tớ đã cố gắng hết sức mình rồi. Còn lại rất ít thôi. Xin lỗi Ethan, chúng tớ không thể kiềm chế được bản thân. Kẹo đi nào. Ôi không, trời ạ. Ôi, tòa tháp của tớ. Chào mừng trở lại. Nào sao, cậu ổn không? Mọi thứ đều ổn, mũ bảo hiểm đã cứu được tớ. Cũng bắt đầu thử thách. Và mình sẽ không gặp may mắn ngay lập tức, nhưng mình gặp một gói kẹo cao su. Và mình còn nhiều hơn nữa. Mình có cả một đống nè. Alex, bạn thực sự không may mắn rồi. Nhưng chúng ta có thể là người đầu tiên ăn kẹo cao su của mình. Ít nhất, có một cái gì đó tốt đẹp. Mình thích Hubba Bubba, đặc biệt là kẹo cao su bóng bóng. Ê, bạn đang làm gì vậy? Awesome. Come on. Ê, kẹo cao su là của bạn, mình phải đi nhặt rác sao? Nhặt lấy đi. Ê, được rồi, đừng mắng tớ. Tốt hơn hãy xem mình đang thổi bong bóng này. Awesome. Bạn có biết rằng bạn có thể chơi với bóng không? Nhưng mà đối với điều này cần phải có một bậc thầy thực sự. Wow, thực sự rất tuyệt, bạn tuyệt lắm. Nhưng bây giờ đến lượt mình nhai kẹo cao su rồi. Để bắt đầu, mình sẽ loại bỏ giấy kẹo cao su nhé. Mình thậm chí còn biết một kỹ thuật giúp mình rất nhiều. Wow, tuyệt thật đấy. Bây giờ đến lúc ăn thì trúng rồi. Đã kích hoạt mồi hút bụi. Wow. Bây giờ hãy xem bong bóng thực sự lớn là gì nhé. Mình sẽ không để cậu ấy thổi bong bóng lớn hơn mình đâu. Kim sẽ giúp mình. Bạn đã làm gì vậy? Trời ơi, thật là kinh khủng. Bạn không chỉ làm vỡ bong bóng của mình mà còn tước đi lông mày của mình nữa chứ. Mình sẽ sống thế nào đây? Dán chúng lại đi. Được rồi, mình chỉ hơi hoảng thôi. Thôi được rồi. Mila, đấy là cậu rồi đấy. Cuối cùng, để loại bỏ giấy gói, mình đã chuẩn bị một chiếc máy đặc biệt. Wow, một cách rất hiệu quả. Bây giờ bạn có thể ăn từng cái một. Bạn đã sẵn sàng xem một quả bóng bóng thực sự bệnh chưa? Vậy thì hãy xem nào. Mila, dừng lại đi. Bạn đang trở nên quá lớn rồi đấy. Ê, làm gì bây giờ? Làm nào để đưa xuống trái đất? Mình có một suy nghĩ. Cần phải làm nổ bong bóng bằng súng cao su. Alex, bắn đi. Thế sao lại mình? Vì nếu không, Mila sẽ bay vào vũ trụ. Nhanh lên nào. Ôi trời ạ, mình phải tự làm thôi. Vita, bạn làm tốt lắm. Mình đã nghĩ rằng mình phải kết bạn với những chú chim rồi. Mình rất vui khi được gặp các bạn. Oh no! Trời ạ, mình chỉ còn một quả lựu. Còn mình thì có tận
tận 10 cái. Trời ạ, không thể nào mà chuyện đấy xảy ra được. Ôi, hãy nhìn cái đống của mình đi. Nhưng hương vị của mình tốt hơn. Như là ăn trước đi. Ok. Hân Hơ, ôi, mình rất yêu liệu. Hãy nhìn xem các hạt bên trong nó hấp dẫn như nào. Đúng là chúng không thuận tiện cho lắm để ăn. Nhưng đối với những món ăn vặt như vậy, mình luôn có nhíp ở bên mình. Thơm ngon, tiện lợi và không cần làm bẩn tay. Sẽ tốt hơn nếu mình đặt các loại ngũ cốc vào đĩa và sau đó ăn tất cả chúng cùng một lúc. Như này sẽ ngon hơn rất nhiều đấy. Ôi, đúng 100 hạt luôn. Thật là tuyệt vời. Vì vậy, mình sẽ ăn ngon gấp trăm lần so với trước đây. Mặc dù mình chỉ có một quả lựu, nhưng mình rất vui. Alex, bắt đầu đi. Ok. Trước tiên, cần phải làm cho nó thật ngon. Một quả lựu cắt quá là dễ dàng. Để bỏ vỡ nó mới là chuyện tuyệt vời. Hey! Ôi, thật là kinh dị. Alex bây giờ trông giống như một kẻ điên vậy. Ôi, với những quả ngăn thì không ngon, nhưng một quả lựu thì đơn giản không thể tin được. Alex, bạn bị điên rồi. Tớ không bị điên, tớ chỉ ăn ngon thôi mà. Vita, bạn có thể bắt đầu rồi đấy, để không mất thời gian. Ừ, đúng rồi đấy, đến lúc phải ngẫu nhiên ăn cái đống của mình thôi. Đây, cầm đi. Chỉ ăn lựu thôi thì chán lắm. Nhưng làm ra nước trái cây ngon từ chúng còn vui hơn rất nhiều. Hãy xem, mình có một cái máy ép trái cây đây này. Wow, một chiếc rất là to. Một chiếc máy ép trái cây lớn cộng với cả một đống lựu thì có rất nhiều nước ép lựu thơm ngon. Hãy nhìn nó đi nào. Bạn ấy thực sự là rất là ngon. Sao, được không? Rất là tuyệt. Ôi, bây giờ thậm chí nước trái cây còn trên mặt bạn kia. Ôi, không vấn đề, có thể dễ dàng lau nó đi mà. Ôi, mình có mỗi một lon Coca. Còn mình thì có nhiều hơn thế. Hãy nhìn xem bao nhiêu Coca của Mila kìa. Ừ, đây này, mình có cả một tháp lon Coca. Mặc dù mình cũng sẽ là người đầu tiên, ít nhất mình sẽ đạp gặp may mắn. Coca luôn ngon. Và sau nó luôn tốt là khi ăn. Mình đã có một ý tưởng tuyệt vời. Làm nào để uống hết Coca của mình cùng một lúc. Cần mở nó ra và sau đó mình sẽ cần một cái ống rất là đặc biệt mà mình đã chế tạo gần đây. Wow, tuyệt thật đấy. Wow, Coca ngon thật đấy. Ôi, có vẻ như ai yêu cầu đi ra này. Wow, bạn ơ mạnh thật đấy. Bạn nghĩ gì? Mình là một con trai mà. Còn mình thì yêu Pepsi và chỉ còn một lọ. Thật là tuyệt vời. Tại sao bây giờ mọi thứ sẽ trời ạ? Vậy thì sao? Bây giờ mình sẽ mở nó. Hãy xem tớ có thể uống hết Coca cùng một lúc không. Cố lên Mila, chúng tớ tin vào cậu. Ê, nhưng mà đừng ném rác vào chúng mình chứ. Ừ, đây là những cái lon. Thật đau khi có một cái lon đập vào mặt. Mình xin lỗi, mình không thể dừng lại được. Mila, cậu sao vậy? Ôi, tất cả đều là khí. Trời ơi, cứu. Đây là một trường hợp khẩn cấp, Mila. Ôi trời ạ. Wow, bây giờ không muốn Coca nữa nhớ. Mình cũng không muốn nữa. Nó không vừa với mình nữa đâu. Chỉ một cái Twix thôi sao? Quá ít. Được rồi, vẫn tốt hơn là không có gì. Ít nhất là tớ sẽ ăn nó. Có vẻ như ai đó đang rất đói đấy.
Ê, cẩn thận, cậu đánh tớ ngay vào trán rồi đấy. Tớ sẽ làm lại nếu cậu can thiệp thêm vào tớ đấy. Tớ nghĩ ra một cái gì đó hay rồi, nhìn này. Ôi, tớ sợ quá. Trời ơi, cứ kích con đi. Bình tĩnh đi, tớ cần nó để cắt. Cẩn thận, phảnh vụn bay về mọi hướng rồi kìa. Đấy, xong rồi, tớ sắp hoàn thành rồi. Vẫn phải cắt vết cắt cuối cùng. Bây giờ ăn sô-cô-la sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cậu đã làm chúng tớ rối tung lên rồi. Xin lỗi, xảy ra một cách tình cờ thôi, tớ không cố ý. Hãy nhìn xem tớ đã làm tuyệt vời như thế nào. Hình như còn nhiều sô-cô-la hơn đấy. Có 2 mảnh, còn bây giờ thì là 10. Tuyệt quá, tớ không muốn Twix kết thúc đâu. Không thể tránh được, nhưng cái gì cũng có lợi của nó. Bây giờ thì tớ có thể ăn. Các gói tớ không cần nữa. Cậu làm tốt lắm đấy. Cảm ơn. Bây giờ tớ có thể ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc và không có gì có thể ngăn cản tớ. Nó ngon làm sao. Điều tốt là tớ vẫn còn rất nhiều thanh. Ồ, nghĩ ra rồi. Nhưng mà tớ cần cái này làm gì? Trời ơi, đầu tớ. Ê, tại sao cậu lại ném mọi thứ vào đầu tớ vậy? Xin lỗi, tớ chỉ cần làm sữa sô-cô-la. Nó dường như hoạt động rồi. Tớ chắc chắn rằng Twix sẽ còn thậm chí ngon hơn so với nó. Ồ, vâng, sự kết hợp quá tuyệt vời. Tớ cũng muốn thử. Lần sau nhé. Bây giờ tới lượt tớ rồi. Tớ biết phải làm gì với quá nhiều sô-cô-la như vậy. Đầu tiên, tớ sẽ thổi bay tất cả các giấy gói. Wow, làm nào mà cậu làm như vậy được. Đợi tí. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xây dựng nhé. Để làm điều này, tớ cần một cái thìa và xi măng ngọt, có nghĩa là Nutella. Ôi, mùi thơm làm sao. Tớ chắc chắn rằng sô-cô-la sẽ là bổ sung tuyệt vời cho Twix. Hãy xem những viên gạch ngọt ngào của tớ đến một cách an toàn như nào. Còn ít nữa thôi. Đấy, còn một cái cuối cùng. Tuyệt. Wow, một cái tháp thật là cao. Chúng ta phải thử nó thôi. Ê, tại sao tháp của tớ lại rung chuyển vậy? Các bạn đang làm gì vậy? Ôi, nó sẽ đổ bây giờ. Dừng lại lập tức, tớ nói rồi. Không. Ôi, có vẻ như chúng ta nên nghe lời cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu sẽ nhận được từ tớ đấy. Xin lỗi, tớ không thể cưỡng lại được. Thật tốt, tớ đã đội mũ bảo hiểm và không ai bị thương. Wow, kẹo mắt dẻo dai. Tớ sẽ không nói về phần của tớ ở số nhiều. Tớ chỉ có một con mắt thôi. Ai đó lại nhận được phần nhỏ nhất rồi. Đừng có cười nữa, nhận lấy đi. Ôi, tớ chỉ nói đùa thôi mà. Không cần phải đánh tớ như vậy đâu. Thôi, không sao. Bây giờ tớ sẽ trả thù cậu. Hay xem có tớ thích chơi trò này không nhá. Tớ nghĩ hơi kinh dị một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó phải là mắt của cậu không? Trời ơi, một cơn ác mộng, tớ không thể xem được. Sợ phải không? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại ném mắt vào tớ? Ôi, hình như trò chơi khăm vượt qua kiểm soát rồi. Ôi, tớ không thở được. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Nhưng viên sô-cô-la này rất là ngon. Mẹ ơi, trời ơi, cứu. Thật tốt, đó chỉ là trò đùa. Còn tớ thì đã sợ hãi rồi. Nhân tiện mắt rất là ngon. Bạn chắc chắn sẽ thích nó thôi. Thật là tệ, tớ không có bất cứ thứ gì khác nữa. Vậy là tới lượt tớ rồi. Hy vọng tớ cũng sẽ thích nó. Ồ vâng, nó quá là ngon. Tớ rất yêu kẹo dẻo. Ê, cậu chia tay đi đâu vậy? Đó là phần của tớ mà. Cả trăm con mắt đều là của tớ. Chúng mềm mại và ngọt ngào làm sao. Hay quá, mọi thứ đều tớ như yêu thích. Có lẽ cậu sẽ chia sẻ với chúng tớ. Cậu còn rất nhiều mà. Ôi, cho chúng tớ một con mắt đi, xin đấy. Xin lỗi, nhưng tớ không còn cái gì nữa rồi. Quá là muộn rồi nhá. Tớ cảm thấy lạ quá. Ôi, cái gì thế này? Trời ơi, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cứu. Có vẻ như ai đó ăn no lắm rồi. Chỉ có một cái bim bim. Hãy nhìn này, cậu bao giờ nhìn thấy 100 gói bim bim như này chưa? Tớ thấy ai đó không may mắn rồi. Chắc chắn rồi, tớ thậm chí không thể nhặt được bim bim lên. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tớ cần một cái kính lốp. Với sự giúp đỡ của nó, cuối cùng tớ có thể ăn.
Ano, tớ lấy được bim bim rồi. Tớ sẽ cố gắng kéo dài niềm vui càng nhiều càng tốt. Đấy, dường như đã xong rồi. Nhanh thế nào? Nó thậm chí còn tốt hơn. Bây giờ tới lượt tớ. Ôi trời ơi, cái nắp chặt quá, không bỏ ra được. Nào, mở ra đi nào. Có vẻ như ai sẽ lại đói rồi. Không, tớ không đồng ý với điều này. Dù sao, tớ cũng sẽ phải mở nó ra. Xem này, đấy là được rồi nhá. Tại sao cậu lại ném nó lên? Để cho cậu thấy tớ có thể làm gì. Wow, cậu tuyệt thật đấy. Rất là tôn trọng. Tất nhiên rồi, tớ là một bậc thầy ai bim bim. Ôi, đầu tớ. Mọi thứ đang trôi nổi trước mặt tớ. Ồ, cậu ấy cầm luyện tập thêm đấy. Được rồi, hãy để cậu ấy hồi phục một chút trong khi tớ ăn bim bim của mình. Chúng ta là bạn thân của nhau phải không? Cậu chia sẻ với tớ đi. Tớ ý là bim bim không phải là bao bì. Xin lỗi, tớ không nghe thấy cậu đang nói gì. Ôi, có vẻ như không được đúng lúc lắm. Ôi, ngon làm sao, tớ không thể dừng lại được. Ê, cẩn thận, cậu đang đánh tớ một lần nữa này. Tớ không thể tiếp tục như này nữa rồi. Ai, đau quá. Tớ vô cùng may mắn luôn. Đừng vội kết luận nhá. Cho bạn ấy chừa, nhận được những gì xứng đáng. Trời ơi, súp lơ, cậu nghiêm túc sao? Tớ có một loại hạt thay vì bắp cải. Chuyện gì xảy ra với nó vậy? Thôi được rồi, tớ sẽ ăn cái này vậy. Ôi chực, không ăn được cái này. Ê, bạn nghĩ gì vậy? Tớ nghĩ chúng ta nên trồng nó xuống đất. Này, đừng có ném nó vào chúng tớ. Tớ cần đào một cái hố thật là sâu. Nếu không, cây sẽ nảy mầm. Nhưng tại cậu người chúng tớ đầy đất này. Và bây giờ hạt giống của tớ nữa này. Các bạn thực sự có nghĩ nó sẽ xảy ra chuyện gì không? Chúng tớ sẽ sớm tìm hiểu. Nhưng còn bây giờ thì ăn súp lơ của cậu đi. Trời ơi, mùi thật là kinh khủng. Tớ ghét ăn rau. Chúng thật là vô vị. Thật là tốt tớ nhận được phần nhỏ nhất. Ôi, tớ hy vọng tớ có thể đối phó được với nó bằng coca. Ồ, đưa bình đây. Tớ phải tới cây. Nó rất cần nước. Và nó đã giúp được cái gì? Nó đã bắt đầu phát triển rồi. Không thể nào. Hay thật đấy. Vậy thì cậu thử đi. Ăn ngon miệng nhá. Đấy, tớ biết ngay mọi thứ sẽ kết thúc như này mà. Tớ không trồng cái gì cả. Ôi, không thích bông cải xanh chút nào. Tớ không thích bắp cải. Và trên mặt cậu đầy bắp cải và đất nữa. Nhưng mà tớ đã xong, bây giờ tớ là cậu. Tớ nghĩ mình biết cách ăn hết cái đống này rồi. Nhìn kiểu có một con chim. Ôi, dễ tin người thật đấy. Đồ ngốc nghếch. Tớ sẽ giả vờ như ăn tất cả mọi thứ. Nhưng thực tế tớ sẽ vứt nó đi. Không nghĩ cậu có thể lừa tớ sao? Không được đâu. Tớ sẽ lấy tất cả và mang trở lại. Đấy, xong rồi. Chỉ còn một miếng thôi. Ê, còn những thứ khác thì sao? Tớ đặc biệt lưu cái này cho cậu mà. Đừng cảm ơn nhá. Trời ạ, có vẻ những kế hoạch của tớ thất bại rồi. Tớ đã bị giải mật. Ăn đi, đừng phân tâm. Skittles, hay quá. Không phải ai sẽ có phần ăn lớn đâu. Nghe thật là buồn, nhưng tớ chỉ có một viên kẹo. Ê, kẻ thua cuộc. Người không cười sẽ cười cuối cùng. Tớ biết phải làm gì rồi. Thế sao cậu cần một chiếc điện thoại? Cậu sẽ thấy thôi. Tớ chỉ tăng kẹo của tớ một chút lên thôi. Wow, tớ không biết điều này có thể làm đấy. Vẫn chỉ là một viên kẹo, nhưng một viên rất là to. Ồ, tớ sẽ không nói không với loại kẹo này. Làm tốt lắm. Ồ, xong rồi, bắt đầu thôi. Mọi người cũng có một cơ hội tuyệt vời. Tớ sẽ bắt kẹo của mình vào miệng. Ôi, không biết là cái gì luôn kìa. Thôi được rồi, đừng có bận tâm. Tớ sẽ không, bởi vì tớ đã nghĩ ra một cái gì đó tốt hơn. Ê, dừng lại, đây là vết kẹo của tớ. Tớ sẽ tự ăn chúng. Bắt đầu với màu gì bây giờ nhỉ? Có rất nhiều. Cái này. Cái này. Bingo.
là cái tốt hơn. Cái gì nữa đây? Tớ chưa hiểu, nhưng rõ ràng là một cái gì đó để làm. Một cái sổ số chiến thắng cho những người biết phải làm gì. Một viên kẹo màu cam bên trong, điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có một điều, bây giờ bạn sẽ biết chọn cái gì. Tớ sẽ ăn kẹo cam. Ôi, chúng ngon không? Cậu có thích không? Rất ngon. Bây giờ tớ không quan trọng khi tớ ăn đồ ngọt của mình. Có lẽ tớ cũng sẽ chơi sổ số với cậu. Ồ, nhìn này. Wow, cậu đã chơi sổ số may mắn rồi. Ồ, tớ giấc mơ chiếc kẹo khổng lồ cuối cùng giấc mơ tớ đã hiện thực. Thật tuyệt. Nhìn kìa, bên trong còn có kẹo bên trong nữa chứ. Tớ chia sẻ cho cậu một nửa nhé. Tớ không phiền, tự ăn đi. Cảm ơn rất nhiều. Ngon quá. Oh, wow, có bao nhiêu là Twix này? Nhiều sao? Cậu may mắn thôi, nhưng tớ chỉ có một thanh sô-cô-la. Ê, hãy cẩn thận với giấy gói kẹo của cậu đi. Còn cậu thì đừng có hét tớ. Và bây giờ tớ sẽ cắt mổ cậu bằng cưa ấy. Ê, không, đừng. Thôi được rồi, đừng có hét. Nó không dành cho cậu đâu, mà dành cho sô-cô-la của tớ. Chính xác hơn là cho hai viên sô-cô-la của tớ. Tớ quên rằng có hai cây gậy Twix đây này. Quên? Cậu có quên rằng sô-cô-la bay khắp nơi khi cưa nó không? Thay vì trách mắng, có lẽ cậu có thể mừng cho tớ. Vì vậy, tớ chỉ có một thanh sô-cô-la thôi. Còn của bạn có rất là nhiều. Nếu các bạn đã ăn tất cả mọi thứ, đây đến lúc tớ bắt đầu với những đứa con của mình rồi. Đầu tiên cần phải loại bỏ giấy gói. Tớ đã nói từ tất cả các giấy gói. Bây giờ thì có thể ăn được rồi đấy. Tớ rất là yêu Twix, chúng rất là ngon, đặc biệt là khi có rất là nhiều. Tớ có một ý tưởng, tại sao tớ phải ăn sô-cô-la khô, mặc dù là rất là ngon, nếu tớ có thể nhúm nó vào sữa. Cậu đang đùa tớ ra, tại sao mọi thứ đều bay vào tớ vậy? Thôi, đừng có mà khóc nữa. Tớ thơ hãy xem sữa thông thường biến thành sô-cô-la như thế nào. Các bạn chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy đâu. Cậu có thể ăn và uống thức ăn ngon. Ồ, tớ thấy cậu gần như đã hoàn thành rồi đấy. Vì vậy, bây giờ đến lúc tớ ăn sô-cô-la rồi. Bây giờ tớ sẽ thổi tất cả các gói ra đi. Sao, có được không? Nhìn rất là tuyệt vời phải không? Nhưng mà đó chưa phải tất cả đâu. Đến lúc phải bắt đầu xây dự án rất là quan trọng rồi. Tất cả những loại sô-cô-la này đều là vật liệu xây dựng rất là chắc chắn và ngon. Và Nutella sẽ kết dính mọi thứ lại với nhau. Nó sẽ là bổ sung hương vị tuyệt vời cho sô-cô-la và lý tưởng nhất để dán cái này vào. Bắt tay vào xây dựng thôi. Tuyệt quá. Nhìn xem tớ có thể làm được gì đây này. Đây là tháp sô-cô-la đầu tiên trên thế giới. Và nó sẽ chạm tới những đám mây. Ôi, tớ không thể nào mà không có thang mà không làm được. Ôi, tớ không biết. Tớ sẽ là một người xây dựng tuyệt vời như vậy. Cậu biết đây là cơ hội của chúng ta không? Tất nhiên là tớ hiểu rồi. Chúng ta đang chờ đợi điều gì nữa? Ăn thôi. Lạ thật đấy. Tại sao mọi thứ lại rung chuyển? Ôi, ôi, trời ơi. Kêu. Ôi, hy vọng cậu vẫn còn sống. Tại sao bạn lại dám? Đây là sô-cô-la của tớ. Thật tốt là khi tớ đội mũ bảo hiểm, nó đã cứu tớ. Đây là cái gì? Tại sao tớ lại bị kém may mắn như vậy? Tớ chỉ có một con mắt thôi. Và tớ đã chọc thủng nó mất rồi. Ôi, không sao. Nếu cậu cười, tớ sẽ làm bẩn tất cả các bạn. Cẩn thận đấy, mắt rất là dính. Đấy, sao cậu thích không? Trời ạ, kinh tởm. Tớ sẽ không lãng phí thời gian đâu, tớ sẽ ăn thôi. Bây giờ tớ sẽ làm một trò đùa rất là thú vị. Tớ sẽ cần nôn sốt cà chua. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ tin. Julia nhìn này, bây giờ tớ sẽ móc mắt ra. Cái gì? Mắt đấy, mắt thật đấy. Ê, bỏ nó ra, ngay bây giờ. Ô, cái gì đấy? Tớ nghĩ bạn ấy bị nghẹn kìa. Chúng ta phải cứu bạn ấy thôi. Như này chắc là đỡ đấy. Ôi, nhưng viên sô-cô-la này ngon thật đấy. Tớ sẽ ăn chúng mãi mãi. Hả? Mắt tớ đâu vậy? Eo ơi, sợ quá. Có vẻ như con mắt thực sự giống như thật vậy. Tất nhiên là giống rồi. Một điều khác biệt là mắt này ngon hơn rất là nhiều. Và có thứ ngon ở bên trong. Nhân đấy.
Nhân, cậu đang nói đúng không? Vậy thì hãy nhìn tớ đi. Bây giờ đến lượt tớ ăn những viên kẹo này rồi đấy. Có gì đó chưa thiếu một cái? À, thêm một vài đôi mắt nữa. Không, mắt của tớ là của tớ. Tớ sẽ ăn mà không cần kết bạn đâu. Trời ạ, à, cho một cái đi. Cậu là người bạn mà, chia sẻ với chúng tớ. Không có gì để chia sẻ cả. Tớ đã ăn hết mọi thứ rồi. Nhìn này, trông giống rồi. Cái gì thế này? Tại sao tớ lại nhìn rõ như vậy? Đó là tất cả vì lòng tham đấy. Chính xác, chính xác. Các bạn đùa tớ sao? Tại sao tớ luôn có ít như vậy? À, còn của tớ thì có rất là nhiều bim bim. Trời ạ, à, cái bim bim kiểu gì vậy? Thậm chí không thể nhấc nó lên bởi vì nó quá nhỏ. Ôi, tại sao bạn lại chui xuống gầm bàn? Còn làm gì nữa? Tớ cần phải ăn nó bằng cách nào đó chứ. Trời ạ, à, tớ sẽ dùng nhíp để giúp đỡ. Ôi, các bạn nên ăn đi, hơn là cười đấy. Thôi dễ dàng, tớ sẽ nhanh chóng ăn gói của mình thôi. Nhưng mà mở nó ra đã. Trời ạ, à, cái gì vậy? Tại sao nó khó vậy? À, Peter thật là đáng yêu. Cậu giống như một con gái vậy. Tớ không phải là đứa con gái. Dù sao, có một cách tốt nhất để mở bim bim. Chỉ cần cười cái gói này ra thôi. Đấy, tớ đã nói rồi mà. Để không bị vấy bẩn, hãy để những bim bim tự bay vào miệng tớ. Ôi, nó ngon làm sao. Wow. Ơi. Ôi, tớ không nghĩ một chàng trai có thể bị tổn thương bởi một gói khoai tây chiên đâu. Đến lúc tớ phải ăn bim bim của mình rồi. Ôi, ngon quá. Thật là tuyệt vời. Đau quá. Trời ạ, à, cậu ngon, tớ thì không ngon. Thế kệ cậu đấy. Ê, tớ vẫn còn sống. Hoặc là không. Ôi, bim bim ngon thật đấy. Tớ không thể dừng lại được. Điều đó là không thể. Nó quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Coi chừng, đang bắn đấy. Ê, trời ạ, à, cậu có thể cho tớ mua hiểm. Ở đây không cần mua hiểm. Ở đây cần phá vỡ tất cả các bim bim của kẻ háu ăn. Ồ, cậu giỏi thế. Cú đánh hoàn hảo. Cái gì vậy? Giúp tớ ra ngoài với. Ôi không, không phải súp lơ xanh chứ. Súp lơ? Nhưng mà tại sao của tớ chỉ là một cái hạt gì đấy? Vị cũng không ngon lắm đâu. Chính xác. Bây giờ chỉ cần trồng nó thôi. Vậy là tớ sẽ biết nó sẽ phát triển được cái gì. Ê, dừng lại đi. Ê, cậu đổ hết cả mọi người chúng tớ rồi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không cố gắng. Tất cả mồm chúng tớ đầy đất đây này. Thôi, đừng có buồn. Tớ chỉ đang đào một cái hố thôi mà. Trong khi cái này nó đang phát triển, hãy ăn súp lơ xanh của các bạn đi. Ok. Rõ ràng bây giờ đến lượt tớ ăn. Nhưng vấn đề là tớ ghét súp lơ xanh. Ôi, sao nó rất là khó chịu, mùi rất là kinh tởm. Ồ, chưa bao giờ tớ ăn cái gì tệ hơn. Tớ phải uống nó một cái gì đó dễ chịu hơn. Ồ, nước, đưa nó cho tớ đi. Tớ cần nó để cái này phát triển. Hãy nhìn này, nó đang mọc lên rồi. Coca của cậu đã giúp bông hoa của tớ phát triển. Giúp cái gì? Trên thực tế, bây giờ cậu sẽ phải ăn nó thôi. Và đó không phải là hoa mà là súp lơ xanh. Ăn, nhưng mà tớ đã trồng nó mà. Trời ạ, à, rất là lâu, tớ hy vọng nó ngon. Không, rõ ràng người làm vườn tớ súp lơ xanh quá là kinh khủng. Không thể nào mà ăn được. Ôi, lại còn mặt đầy bụi nữa chứ. Ôi, đừng có cười nữa. Julia, cậu ăn đi. Tớ, nhưng mà nó to quá, tớ không ăn được. Chính xác, tớ có ý kiến này. Hãy nhìn này, ở trên kia có con tàu bay vũ trụ kìa. Ôi trời ạ, à, ngây thơ. Trong khi các bạn tìm, tớ sẽ vứt nó đi. Thật là khó chịu. À, vậy là cậu quyết định lừa dối chúng tớ đúng không? Thật tốt khi tớ có một cái bát đặc biệt dành cho cậu. Ôi, không ngon. Nhìn này, tớ đã ăn tất cả mọi thứ. Thật là tồi tệ. Ôi, vẫn chưa xong đâu. Đây là những gì cậu ném đi. Hãy nói cảm ơn vì tớ đã bắt được nó nhá. Tớ không muốn ăn nó lắm đâu. Nhưng rõ ràng lại phải ăn rồi.